Ngày 30 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ huyện thành phố tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động. Công tác xã hội nhân đạo được triển khai có chiều sâu, mang tính lan tỏa, thu hút nhiều tổ chức, nhà hảo tâm tham gia. Hội đã vận động các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, tôn giáo, ủng hộ tiền mặt, hiện vật, hỗ trợ cho gia đình chính sách, người nghèo, người tàn tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam. Tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo 5 năm qua đạt gần 29 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 67.000 lượt người, tăng gần 12 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Các cấp hội còn tích cực thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua đồng khởi mới. Toàn huyện vận động nguồn lực xây dựng hơn 80 nhà tình thương cho hộ nghèo, 20 cây cầu và gần 5.000 mét đường bê tông. Hiện nay, huyện thành phố có 3 câu lạc bộ và gần 50 đội hiến máu tình nguyện với gần 590 đội viên hoạt động có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã vận động được hơn 3.390 đơn vị máu, đạt 105% chỉ tiêu nghị quyết. Vận động các đoàn y bác sĩ đến khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 14.000 lượt người nghèo. Hội các cấp còn có nhiều hoạt động trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 27 thành viên. Bà Võ Thị Ngọc Dư được bầu làm chủ tịch hội. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ nhiệm kỳ qua.